Từ một tầm nhìn chiến lược, BCG Land phát triển khu phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp King Crown Infinity tọa lạc trên mặt tiền đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ. Vị trí trung tâm của thành phố sáng tạo Thủ Đức, King Crown Infinity với hai tòa tháp đôi mang tên Apollo và Artemis được thiết kế thành hai chữ V như anh em song sinh gắn kết, tạo nên vòng luân chuyển tuần hoàn của ngày và đêm. Mặt ngoài trung tâm thương mại King Crown Infinity trang bị màn hình công nghệ hologram mới nhất từ Hàn Quốc là Anamorphic Illusion, cho phép trình diễn các hình ảnh 3D sống động. Hệ thống ánh sáng mặt ngoài tòa tháp đôi King Crown Infinity cũng giúp dự án sở hữu vẻ ngoài rực rỡ, sang trọng và cuốn hút ngay cả khi đêm về. Thiết kế King Crown Infinity chú trọng tạo sự kết hợp hài hòa giữa không gian sống sang trọng và những giá trị tiện nghi cao cấp ngay ngưỡng cửa. Sự kết hợp giữa trung tâm thương mại, phố đi bộ trong nhà và khu căn hộ trong một tổng thể không gian xanh tạo nên điểm nhấn khác biệt cho King Crown Infinity. Tất cả những yếu tố trên được kết nối thông qua một ngôn ngữ thiết kế tinh tế và tôn trọng tự nhiên với cảnh quan đa dạng khắp nội khu. Điểm nhấn tại King Crown Infinity là thiết kế vườn treo độc đáo, khu cảnh quan nhạc nước và hồ nhân tạo với vai trò kép vừa điều tiết không khí vừa tạo giá trị thẩm mỹ. Các kiến trúc sư còn kết hợp giải pháp thông gió theo phương thẳng đứng giúp tăng đối lưu không khí nội khu, đảm bảo các không gian căn hộ luôn đón được khí tươi và gió tự nhiên từ bên ngoài. Các vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, bền vững, hạn chế tác động trong quá trình thi công và vận hành dự án. Khối đế thương mại với chất liệu bê tông cốt sợi thủy tinh thân thiện với môi trường tạo ra trải nghiệm khác biệt, sang trọng và mới mẻ. Thông qua hệ thống tiện ích được lựa chọn và đầu tư bài bản, kiến tạo King Crown Infinity có lối sống vừa gần gũi với thiên nhiên với hồ nước tương tác, suối cảnh quan, hồ tràn nghệ thuật, lối dạo bộ, vườn treo, cư dân cũng được tận hưởng và tối ưu trải nghiệm sống chất lượng cao mỗi ngày với là tiện ích rèn luyện sức khỏe, kiến tạo cộng đồng cư dân thành đạt, gắn kết và chia sẻ những giá trị sống tương đồng thông qua khu BBQ, khu trình diễn nghệ thuật, khu vui chơi, giao lưu cộng đồng. Kiến trúc thiết kế tòa nhà dự án King Crown Infinity Center Thủ Đức cao 30 tầng cùng 5 tầng hầm, trong đó có 3 hầm để xe, 2 hầm thương mại, 2 tầng shop house, 2 tầng office tower. Tầng 5 sẽ là tầng tiện ích, tầng 13 dành cho khu vực lánh nạn. Căn hộ King Crown Infinity được phát triển theo tiêu chuẩn đẳng cấp 5 sao, ứng dụng công nghệ Smart Home vào tiện ích của căn hộ, mang đến không gian sống sang trọng, tiện nghi và hiện đại. Dự án King Crown Infinity được phân phối bởi thông tin bất động sản alocanhosg.com. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ số điện thoại 0909910884 để được tư vấn chi tiết.